Thưa quý khán giả và các đồng chí, mỗi khi có đoàn công tác đến mảnh đất Trường Sa thân yêu, những người lính đảo lại hồi hộp chờ đợi những lá thư từ quê nhà. Những cánh thư vượt sóng, đong đầy tình yêu thương, hơi ấm đất liền đã tiếp thêm sức mạnh, là điểm tựa tinh thần để những người lính đảo vững tay súng, bảo vệ vững chắc quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí cố gắng làm sao đọc tốt rồi theo cái tình cảm của các em sinh ở trong bờ nó đất liền ra cho các đồng chí à, đồng chí Long đúng rồi không đồng chí Hiếu này các em vẽ rất là đẹp. Trường Sa cùng với hàng hóa nhu yếu phẩm và bưu phẩm từ trong đất liền gửi theo các tàu hải quân ra với các đảo, còn có những món quà đặc biệt, đó là những lá thư của những em học sinh cũng được chuyển đến cho những người lính đảo. Truyền tay nhau và đọc cho nhau nghe những lá thư được viết tay với rất nhiều tình cảm ấm áp đã mang đến cho người lính đảo những cảm xúc đặc biệt. Qua những bức thư này, tôi cảm thấy thật sự vui mừng và hạnh phúc. Và khi tôi cảm nhận được từng nét chữ, nét viết của các em nhỏ thể hiện tình cảm dành cho các bộ đội chiến sĩ Trường Sa, nơi tuyến đầu của Tổ quốc, tôi cảm thấy cần phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ quốc giao cho ạ. Bức thư được bị rất cầu kỳ, rất ngộ nghĩnh, đặc biệt là cái chú bộ đội hải quân đang gác cột mốc chủ quyền. Tôi không biết nói hơn, tôi cảm ơn các em và sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hơn. Đóng quân trên đảo Đá Thị, chiến sĩ Đào Duy Huy, quê ở Ninh Thuận, cẩn thận bóc từng cánh thư. Giữa bốn bể sóng vỗ, những lá thư càng trở nên chân quý, làm cầu nối giữa đất liền với đảo xa. Có lẽ với Huy và các đồng đội của mình, những cánh thư là kỷ vật nhiều ý nghĩa trong khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa. Mỗi lá thư của các em đều gửi gắm tình cảm đến những người chiến sĩ hải quân. Tôi tự thấy mình cần phải tích cực khắc phục khó khăn, tích cực học tập, huấn luyện hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của đất liền. Thời công nghệ 4.0 nhưng mà những cánh thư là cái mà tình cảm mà thể hiện được sâu lắng nhất. Khi mà cán bộ chiến sĩ được nhận lá thư của tình cảm đất liền gửi ra thì cán bộ chiến sĩ rất là vui phấn khởi để mà tiếp tục hăng say trong xây dựng đơn vị và thực hiện tốt công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Mỗi lá thư từ đất liền như là lời động viên để tiếp thêm sức mạnh cho các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.